Đã rất lâu rồi, giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mới chứng kiến một trận cầu nhận được nhiều sự quan tâm như đại chiến giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 12 vừa qua. 12.000 khán giả tới sân theo thông báo của ban tổ chức, nhưng con số thực tế có thể là nhiều hơn thế. Và không phụ lòng chờ đợi của khán giả, cuộc chạm trán giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đã diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn. Ngay sau đây, hãy cùng theo chân biên tập viên Tùng Dương để một lần nữa trải nghiệm lại những cảm xúc tuyệt vời mà bóng đá đã mang đến qua những góc quay đặc biệt. Trong lịch sử của bóng đá Việt Nam thì có rất nhiều những trận đại chiến hấp dẫn. Nhưng ngày xưa thì chúng ta có thể kể tới derby thành phố giữa Thể Công và Công an Hà Nội, giữa Cảng Sài Gòn và Hải Quan. Đầu những năm 2000 thì đó là trận đại chiến gạch gỗ giữa hai câu lạc bộ Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai. Và nếu như quý vị muốn tìm một chút màu sắc khác biệt thì cũng có thể theo dõi derby Đông Bắc giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, những năm trở lại đây thì trận đấu có sức hút nhất, trận đấu thu hút được sự chú ý nhiều nhất của người hâm mộ và quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu nhất của bóng đá Việt Nam chắc chắn phải là cuộc đại chiến giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Đặc biệt là khi huấn luyện viên Zico Ketisak đến với đội bóng phố núi thì ông đã nâng tầm vóc của Hoàng Anh Gia Lai và biến họ trở thành đối trọng thực sự với câu lạc bộ thủ đô trong cuộc chiến giành ngôi vô địch của V League. Và quý vị có thể nhìn thấy khung cảnh lườm lượp ở phía sau lưng tôi đây để có thể thấy rằng không quá khi nói rằng trận đấu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng được mệnh danh là siêu kinh điển mới của bóng đá Việt Nam. Thì anh nghĩ ở đây là gọi là một cái trận đấu mà hiện tại là quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam ở tầm mức câu lạc bộ thì nó là xứng đáng. Chúng ta có thể đặt tên nó là gì cũng được, siêu kinh điển cũng được, Super Sunday cũng được, cái gì cũng được. Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ bóng đá Việt Nam của chúng ta lại có thêm những cặp đấu mà để cho khán giả phải xem. Hai đội mỗi người một máu, tôi thì bên Hoàng Anh Gia Lai, tôi muốn Hoàng Anh Gia Lai thắng. Mình nghĩ là đây sẽ là một cái trận dừng lửa cho V League hoặc là chuyên nghiệp sau này của đất nước Việt Nam mình. Bóng đá mà có ngôi sao nó cũng giống như phim điện ảnh, phải cần những diễn viên ngôi sao vậy. Sau cái Thường Châu thì chúng ta thấy là có một lứa cầu thủ. Chúng ta biết là ở Thường Châu thì một nửa là của Hoàng Anh Gia Lai, một nửa là của Hà Nội. Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất, còn Lương Xuân Trường là đội trưởng. Cho nên chúng ta nhìn thấy là các cầu thủ này đã có một sự đối trọng với nhau về mặt chuyên môn và nó tạo ra một cái thế. Và ngày hôm nay họ gặp nhau ở cái điểm đỉnh cao nhất, tức là sau rất nhiều năm rồi thì câu lạc bộ Hà Nội đứng vị trí đầu bảng gặp Hoàng Anh Gia Lai đứng vị trí thứ nhì bảng, và đây được coi là trận chung kết lượt đi của mùa giải năm nay. Đấy là lý do vì sao người ta gọi đây là trận siêu kinh điển trong ngày gọi là Super Sunday. Nếu như không phải là những cổ động viên thuộc hội cổ động viên của hai đội thì quá trình tìm kiếm cho mình được chiếc vé để theo dõi trận đấu này sẽ là thực sự khó khăn. Ban đầu thì sẽ có khoảng 9.000 chiếc vé được bán trực tuyến, tuy nhiên thì nó đã hết ngay chỉ sau một ngày mở bán. Và những tấm vé còn lại thì bây giờ thì đã tuồn ra chợ đen rồi và giá vé của nó thì gấp 4 đến 5 lần so với giá vé gốc. Mình vào trang của câu lạc bộ, sau đó là mình đến giờ mở vé là mình ấn. Nhưng tuy nhiên thì tình trạng là hội cổ động viên như trận này đấy là khá là đông nên là hot vé nên là hầu như là bán nhanh lắm, trong vòng chưa tới 3 phút là hết. Thì mình là một trong những người đầu tiên sở hữu tấm vé cho cái giờ mở bán đầu tiên luôn. Trước đấy thì mình phải trực mất gần 1 tiếng đồng hồ để chờ đúng cái giờ mà mở bán là mình kích chuột vào cái chỗ mở vé đấy để mua vé. Giờ em canh vài tiếng đồng hồ để em mua ạ. Nó liên tục nó bị em mua rồi xong lại hoàn về, xong rồi mua xong lại hoàn. Phải mua lần thứ 5 mới được đấy ạ. Chưa bao giờ cảm thấy là cái cơn sốt vé ở trên mạng nó lớn như này, như một trận đấu của các đội tuyển quốc gia thi đấu mà Việt Nam mình thi đấu bị đỉnh ấy. Có một bạn đánh nhắn tin cho tôi là bạn ấy phải mua với giá 3,5 triệu. Đấy là một cái con số kỷ lục. Và cũng đã từ rất là lâu rồi chúng ta mới thấy người dân rất là chờ đón một trận đấu mà người ta gọi là siêu kinh điển. Và đây chính là trận cầu mà khẳng định cái bản sắc của V League. Bóng đá sẽ được lợi từ những cái cuộc đấu như thế này. Cái sự đối kháng trực tiếp ở trên sân và cả cái sự đối kháng trực tiếp ở trên khán đài. Chúng ta nhìn thấy họ tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn. Đây đúng là một ngày hội. Thực sự một ngày hội đang diễn ra ở thủ đô với bóng đá. Thưa quý vị, chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở sân hàng đấy có một khung cảnh thực sự là đông đảo và cuồng nhiệt như thế này. Đến từ cả những cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai, từ các cổ động viên của Hà Nội và cả những người hâm mộ trung lập nữa. Và cũng chưa bao giờ tôi nhìn thấy báo chí, phóng viên cũng như là giới truyền thông xuất hiện ở một sự kiện thể thao nào đông đảo tới như vậy. Họ đối nghịch với nhau mọi thứ. Đầu tiên chúng ta phải nói là Hà Nội lên bằng chuyên môn và bây giờ là đội bóng giàu thành tích nhất của Việt Nam. Trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai lại được yêu mến nhất bởi vì họ là những cầu thủ rất đạo đức, chơi bóng rất đẹp mắt, chơi bóng rất công hiến mà không cần phải giành chức vô địch. Và đây chính là cái điểm mà họ đang khẳng định với nhau. là một câu lạc bộ như Hà Nội hoàn toàn có thể chơi đẹp, chơi thuyết phục được, và ngược lại Hoàng Anh Gia Lai chơi đẹp, chơi thuyết phục và vẫn có thể thành công. Và rất là mong muốn toàn đội ngày mai sẽ có những cá nhân sẽ tỏa sáng để làm sao đội bóng cũng có thể kết quả tốt nhất, giữ được cái ngôi vị đầu bảng. Tôi không lo lắng khi nghĩ về quá khứ 10 năm chưa thắng Hà Nội. Chỉ biết mùa giải trước, chúng tôi đã thắng họ 1-0. Hà Nội Hoàng Anh là một trận đấu có thể là rất là lớn và rất là nhiều người hâm mộ quan tâm, nên là tôi hy vọng là sẽ có một trận đấu thật tốt để cống hiến cho khán giả. Và hy vọng những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hoàng Anh Gia Lai. Nếu mà đạt được thành tích tốt ở trong trận đấu sắp tới với Gia Lai, đó sẽ là một khoảng cách rất là lớn để bọn em vẫn lừng lững ở trên vị trí số 1. Trận đấu ngày hôm nay chất lượng chuyên môn rất là cao. Hà Nội hay là Gia Lai đều cổ vũ cho khán giả những đường bóng rất là đẹp mắt. Theo cá nhân của em thì Hoàng Anh Gia Lai luôn là một đội bóng khó chơi cũng như là khó nhằn vặt nhất của đá Việt Nam bây giờ. Đó, thì bọn em hôm nay cũng thực sự là may mắn hơn một chút phần nào đó để mà có kết quả cuối cùng tốt hơn. Lúc đấy là Hà Nội đã cướp được bóng, một chuyển đổi nhanh và phản công, và Hà Nội đã cướp được trước được thời cơ trong tình huống đấy. Các đội bóng đằng sau họ rất là quyết tâm, nên là chưa biết được là đối thủ nào cạnh tranh với Hà Nội, và bọn em bước vào mỗi trận đấu đều phải cố gắng rất là nhiều. Một trận đấu mãn nhãn và hấp dẫn đến tận những giây phút cuối cùng, và thực sự tôi cảm thấy mình quá may mắn khi được trải nghiệm bầu không khí của ngày hôm nay và được đồng hành cùng với các cầu thủ, các cổ động viên trên khán đài. Và hy vọng rằng trong phần còn lại của mùa giải, tôi sẽ tiếp tục được gửi tới tất cả quý vị khán giả những trận cầu hay ở tất cả các điểm cầu trên cả nước. Và tôi là Tùng Dương, phóng viên của kênh On Football On Sport. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.